Mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp để quay lên, trước hết là giới thiệu, sau đó là giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn động lực làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Hôm nay có rất là nhiều tác phẩm rất là đẹp đây, có châu Pháp Lam nha, rồi có hai con gà rất là to, cặp sư tử ha, đó, một con rồng và một bộ binh khí bát bủ sẽ có trực tiếp trong video ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha, để mai mốt còn lên những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình. Số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình một bộ pháp khí rất là độc lạ nha. Tổng trọng lượng là nó khoảng 1 ký mốt thôi ha. Thì chiều dài tổng thể của nó là tầm khoảng là 42 cm, chất liệu bằng đồng cũ lên tan xanh. Thì cả nhà mình xem nha, hình ảnh là một con rồng ha. Đây mình để lên ha, đó, gửi dưới này là có một cái vỏ của nó luôn nha, chất liệu bằng đồng, trên này là có khắc chữ được khắc ăn mòn trên đây. Đây rất là đẹp đây, cả nhà mình xem ha. Đó, nguyên một cái cây hình ảnh con rồng ha, rất là đẹp. Về trọng lượng là khoảng 1,2 kg nha, chất liệu thì bằng chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem, quay một vòng cho mình xem ha. Và sản phẩm này cho mã số 1 của ngày hôm nay, thì mã số 1 thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 1 ha. Mã số 1 thì cái cây này có giá giao lưu với chứ mình là 1,6 triệu nha. Đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm có thể liên hệ với em ha. Nguyên hình ảnh nguyên một con rồng rất là đẹp, độc và lạ luôn nha. Đây là mã số 1 có trong ngày hôm nay. Rồi tiếp theo là mã số 2 là một bộ binh khí bát bủ chất liệu bằng đồng. Bộ này cả nhà cùng xem ha, bộ binh khí bát bủ bằng đồng mã số 2 nha. Đây là một bộ binh khí bát bủ. Rồi tổng trọng lượng của bộ binh khí bát bủ này tầm khoảng 1,2 kg, chất liệu bằng đồng. Đó, rồi mình cùng xem thử ha, một bộ binh khí bát bủ. Thì mã số 2 trong ngày hôm nay thì có chiều cao tổng thể là 31 cm, bề ngang tầm khoảng là 30, rồi đường kính dưới là tầm khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Và một bộ binh khí bát bủ bao gồm 8 loại binh khí như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 900.000 nha, 900.000 cho một bộ binh khí bát bủ mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 hôm nay là còn được một cái tháp vân xương ha. Mã số 3 trong ngày hôm nay còn được một cái tháp vân xương chất liệu bằng đồng. Thì tháp này tổng trọng lượng là khoảng 400 g, rồi chiều cao tổng thể là 30 cm, bề ngang là khoảng là 7 cm, chất liệu bằng đồng. Và cái tháp này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái tháp vân xương ha, là một cái tháp như thế này là 700.000, bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha, 700.000 cho mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 của ngày hôm nay là có một cái ống đựng nhang. Mã số 4 của ngày hôm nay là một cái ống đựng nhang chất liệu bằng đồng ha. Rồi cả nhà mình cùng xem nha, mã số 4 một cái ống đựng nhang có tổng trọng lượng là khoảng cái ống đựng nhang này có tổng trọng lượng là khoảng 900 g, rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 19 cm, rồi bề ngang là 9 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, ống đựng nhang chất liệu bằng đồng. Thì cái này cả nhà mình xem chạm gồng phụng ha, rất là đẹp. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay là có một cái củ trang sức. Củ hình ảnh là có đôi cá chép đây cả nhà mình xem, rất là đẹp nha, cá chép ha, ở trên là cá chép. Đây là một củ đựng vàng bạc châu báu trang sức ngày xưa, rất là đẹp, rất là dày, đế có chuyện luôn ha. Và tổng trọng lượng của cái hộp này, tổng trọng lượng là khoảng 400 g. Đó, chất liệu bằng đồng. Và một cái hũ như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 850.000 ha, 850.000 cho một cái hũ cá chép của ngày hôm nay. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một hũ trà tứ quý được chạm 4 mùa nha, mai lan cúc trúc. Đây là một cái hũ trà mai lan cúc trúc, chất liệu bằng đồng, rất là sáng bóng, rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng gần nửa ký, chất liệu bằng đồng cho mã số 6 của ngày hôm nay. Chiều cao là khoảng 13 cm, bề ngang tổng thể là 9 cm, chất liệu bằng đồng. Và một cái hũ trà tứ quý này có giá giao lưu cả nhà mình là 900.000, 900.000 bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha. Một cái hũ trà rất là đẹp, mình có nhu cầu sưu tầm có thể liên hệ với em nha, mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cái gạt tàn rồng ha. Đây là một cái gạt tàn con rồng rất là đẹp, độc và lạ luôn nha, gạt tàn rồng. Thì mã số 7 tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Và cái gạt tàn rồng này xung quanh là con rồng, trên là cái nắp là một cái thỏi vàng, như cả nhà xem ha, dưới đế có chuyện luôn ha. Và gạt tàn rồng này
tổng trọng lượng là khoảng 1 kg, chiều cao tổng thể là khoảng 12, rồi chiều dài tổng thể là khoảng 14. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái gạt tàn rồng như thế này là 1.200.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 là một cái sông trầm cửu long. Sông trầm cửu long chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, đây là một cái trầm cửu long nha. Có 9 con rồng trên đây ha, mặt trước là 3 con nổi nè. Rồi mặt bên là 2 con. Là 5 con, 2 quai, 2 con, 7 con, ở trên nắp là 1 con nữa. 2 con nữa là 9 con ha. Tổng trọng lượng khoảng 1 kg, chiều cao tổng thể là khoảng 15 cm. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 17, chất liệu bằng đồng. Và một cái sông trầm cửu long như thế này. Có giá giao luôn cả nhà 1.200.000. Ba chân dưới là ba chân lân, đế có chuyện luôn ha, đồng lót kê bạc. Đây là mã số 8 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cặp châu. Đó, mã số 9 là một cặp châu đồng Pháp Lam. Đây cả nhà mình xem ha, một cặp châu. Châu vẽ gấm trên đây ha. Chất liệu bằng đồng vẽ gấm. Rất là đẹp độc và lạ luôn nha. Cặp châu này về trọng lượng á tầm khoảng là 4,8 kg, gần 5 kg, chất liệu bằng đồng vẽ gấm trên đây. Cả nhà mình cùng xem ha. Đây là mặt sau lưng đây. Rồi một cặp châu đồng dễ gắm như thế này. Có chiều dài tổng thể là khoảng là 25. Rồi chiều cao tổng thể là 13. Và có giá giao lưu với cả nhà mình ha. Một cặp châu đồng vẽ gắm như thế này. Có giá giao lưu cả nhà mình 2,5 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha. Một cặp châu đồng vẽ gắm mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 trong video ngày hôm nay. Đây là không, đây là mã số 9 chứ xin lỗi cả nhà mình ha, mã số 9. Trong video hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ha. Mã số 10 trong video mã số 10 trong video ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình. Là một mã số 10 của ngày hôm nay. Mã số 10 của ngày hôm nay là một cặp là một gia đình châu chất liệu bằng đồng. Để cả nhà mình xem ha, nguyên một gia đình châu chất liệu bằng đồng. Về trọng lượng là tầm khoảng là 4 kg chất liệu bằng đồng. Và chiều dài tổng thể là khoảng là 30 cm. Rồi chiều dài từ con châu này tới con châu kia tầm khoảng là 34 ha. Và chiều cao tổng thể là 20 cm, chất liệu bằng đồng. Và mã số 10 của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 10 này. Đó, một gia đình châu là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu ha, bao luôn phí ship cho mã số 10. Rồi, mã số 10 ha. Rồi tiếp theo mã số 11 của ngày hôm nay là một cặp thần tài thổ địa. Đó, mã số 11 thần tài thổ địa chất liệu bằng đồng. Đế là đế tiền ha. Đây cả nhà mình xem, cặp thần tài thổ địa. Thì cặp này tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg, gần 5 kg, chất liệu bằng đồng. Và cặp này cho mã số 11 thì chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 20 cm, bề ngang là tầm khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp thần tài thổ địa như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mã số 11 ha. Số 11. Rồi tiếp theo mã số 12 hôm nay là một buồng cao 2, 4, 6 quả. Một buồng cao 6 quả chất liệu bằng đồng. Thì cái này mình xem ha, một buồng cao nha, 6 quả, về trọng lượng là tầm khoảng 1 kg, và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 22 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái buồng cao như thế này, chất liệu bằng đồng nguyên khối nha, 950.000 cho mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13 hôm nay là còn một cái nồi đồng ha, một cái nồi đồng xưa nha. Trên đây là nó có là 4 chấm 5 chấm ha, nặng là 900 g, đường kính miệng là 12, dòng bụng là 52 cm. Đó, bao cả nhà mình cái nồi đồng này chuẩn cổ luôn ha. Nồi này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.600.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha, cho một cái nồi đồng xưa nha, chuẩn xưa ha, cho mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 là một cái búa với cây đè. Búa đè chất liệu bằng đồng ha. Đây cả nhà mình xem đây. Búa đè ha, chất liệu bằng đồng nha. Đấy, cân chỉnh vàng ha, một bộ búa đè. Đây cả nhà mình xem ha, một bộ búa đè như thế này. Tổng trọng lượng là tầm khoảng 1 kg. Chất liệu bằng đồng rất là dày ha, búa đè. Mẫu này có giá giao lưu với cả nhà mình 900.000 cho mã số 14. Rồi mã số 15. 15 của ngày hôm nay là một cái nón chiến binh La Mã. Chất liệu bằng đồng. Mã số 15 ha. Chiến binh La Mã, một cái nón chiến binh La Mã chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 1 kg 4 cho mã số 15. Chiều cao tổng thể là khoảng là 25 cm. Bề ngang là khoảng là 21, chất liệu bằng đồng ha.
và cái nón chiến binh La Mã như thế này, có giá giao lưu cả nhà mình 2,5 triệu cho một cái nón chiến binh La Mã mà số 15. Rồi tiếp theo mã số 16 của ngày hôm nay là còn được một con gà hoa hồng rất là to đó, một con gà hoa hồng rất là to đây cả nhà mình xem ha. Tổng trọng lượng của gà hoa hồng này khoảng 10 kg. Đây mình cùng xem ha, chất liệu bằng đồng và nguyên một con gà hoa hồng này cho mã số 16, chiều cao tổng thể là 40 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 32, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu cả nhà mình là con gà này là 4,5 triệu nha, 4,5 triệu ha, một con gà rất là to, bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 16. Rồi mã số 17 là cũng là con gà luôn nha. Mã số 17 cũng là một con gà rất là to ha. Gà rất là to. Đây cả nhà cùng xem, một con gà to nha, rất là to ha. Con này về trọng lượng là tầm khoảng là 4,8 kg gần 5 kg ha. Chất liệu bằng đồng và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 42 cm. Rồi chiều dài tầm khoảng là 33. Chất lượng đồng và có giá giao lưu cả nhà mình 2,6 triệu cho con gà này. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Một con gà trống rất là to ha. Đó, đây là mã số 17. Và cuối cùng mã số 18. 18 của ngày hôm nay. Thì hôm nay bên em cũng còn được mấy cái cây gậy đồng nha. Đó, có hình ông thọ nè. Cả nhà mình xem ha. Mấy cái cây gậy đồng nha. Chiều dài á, là tầm khoảng là khoảng là 90 ha. Mấy cây này dành cho ông già bà lão là ok luôn á. Cây gậy chất lượng đồng. Đây, chiều dài để em để dài cho mình xem. Rất là dài khoảng là 90 đến 92. Thì mỗi con cây. Đây cả nhà mình xem ha. Cây gậy đồng nha. Mình xem ha. Đó, mỗi cây thì bên em có giá giao lưu với mình mỗi con cây là 600 ngàn ha. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp giúp em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa ha. Bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.